Đấy, xin chào tất cả các bạn nha. Mình vừa mới được nhận một cái bưu phẩm từ bên bưu điện gửi về nè. Thì cái gói hàng này hình như gửi cho mình cách đây cũng mấy ngày rồi, thì hôm nay mình mới nhận được. Đó, thì không biết là trong gói hàng này có gì nữa. Đó. À, bên đây không phải là bên bưu điện mà là bên giao hàng tiết kiệm các bạn ha, bên giao hàng tiết kiệm nè. Đó, thì mình để mình vô nhà mình mở cái mặt hàng gì trong đây các bạn ha. Đó. Của một cái công ty gửi cho mình mà mình chưa biết là cái mặt hàng gì. Để mình vô nhà mình mở các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái bưu phẩm này ra các bạn ha. Đó. Thì các bạn thấy đây có thông tin của người gửi nè. Đây là cửa hàng Uran Shop nè. Đây là số điện thoại và cái địa chỉ người gửi nè. Số 10 ngõ 61 Hoàng Cầu Đống Đa Hà Nội. Wow. Đó, mình bây giờ mình mới đọc mình biết được là cái bưu phẩm này gửi từ ngoài Hà Nội vô. Mình cứ tưởng là cái đại lý hoặc là công ty đó nằm ở trong Sài Gòn mình chứ. Và đây là cái thông tin của mình các bạn ha. Và cái gói hàng này là không có thu phí gì hết trơn các bạn ha, mình chỉ nhận thôi, mình chỉ nhận gói hàng thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bung nó ra ha, mình sẽ mở gói hàng ra xem bên trong cái bưu phẩm này nó sẽ có cái gì. Đây là một cái sản phẩm của một cái nhà sản xuất Uran Shop á, họ tặng cho mình đó. Thì mình mở ra xem nó có gì bên trong ha. Mình còn một số món quà của mình chưa được nhận nữa. Còn một cái món quà từ cửa hàng, từ một cái đại lý John Smart gửi cho mình. Nhưng mà không biết trục trặc gì đó mà bây giờ cái gói hàng nó vẫn chưa về tới tay của mình. Mình đã nhận được một lần rồi mà lần thứ hai thì chưa nhận được. Đấy bạn, bưu phẩm được gói rất là kỹ luôn ha. Đó. Gói rất là kỹ, để xem đó. Đây là gì. Người ta gói bằng những miếng xốp gì để chống qua đập á, làm cho cái thiết bị không bị hư. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm Uran Shop á, Uran Shop tặng cho mình. Đây là cái tên thương hiệu các bạn ha, Uran nè, mình chỉ biết đọc là Uran gì thôi ha. USB TC, đây nó có những cái thông số ở trên cái vỏ hộp bạn ha. Đây, đó, nó có những cái thông số trên đây. Đây là cái mã vạch để chúng ta có thể chụp hình á. Chụp hình mà chúng ta truy cập vào trang web của cái nhà sản xuất. Đây. Ở trên đây nó ghi rất là nhiều cái thông tin nhưng mà tất cả đều là tiếng Anh các bạn ha. Mình thì bây giờ nếu mà nhìn sơ bộ bên ngoài thì chúng ta sẽ biết được đây là một cái bộ chuyển đổi USB TC. Đây là cổng USB TC bạn ha. Đó. Để mà nó chuyển đầu ra thành những cái cổng như là HDMI nè, VRA nè. Bạn thấy không? Đó, HDMI, VRA. Đầu vào các bạn ha, đầu vào. Đây đầu vào là USB TC nè. Đó. Là chúng ta sẽ sử dụng cho những cái thiết bị nào có sử dụng cái loại USB TC đó. Đó, đây là đầu vào. Còn đầu ra là HDMI, VRA nè. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái hộp này ra để mình coi cái thiết bị bên trong thế nào các bạn ha. Đây, nó trượt quá. Đó. Rồi, để đây. Đây là cái bộ sản phẩm nằm ở trong một cái hộp nữa các bạn ha. Đây. Đây chúng ta mở ra. Wow, đẹp quá. Rất là nhỏ gọn luôn các bạn, rất là nhỏ gọn luôn. Đây. Wow. Đây là cái gì đây? Đây là cái kiểu như là một cái hướng dẫn sử dụng các bạn ha. Đây là một cái quyển hướng dẫn sử dụng. Các bạn thấy là ở đây cái sách hướng dẫn sử dụng này thì nó có rất là nhiều cái ngôn ngữ nè. Đó, nó có tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật nữa. Đó, rất là nhiều. Và mỗi thứ tiếng đều có cái hình mô phỏng hết nè các bạn ha. Đó, hình mô tả để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Rồi mình sẽ để một cái phiếu này vào đây ha. Đó, hướng dẫn sử dụng. Và đây là cái sản phẩm của mình các bạn ha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Đó, cái sản phẩm này hình như là nó màu hơi là ngã tím bạn ha. Hơi tím tím hay sao đó. Đây các bạn thấy không? Màu hơi tím tím và cái vỏ bên ngoài là bằng nhôm các bạn ha. Vỏ bên ngoài là bằng nhôm mà rất là đẹp luôn nè. Đó, bằng nhôm mà được sơn nhám bạn ha. Sơn nhám rất là đẹp luôn. Đây. Đây là cái cổng USB TC nè. Đây cái cổng này chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta cắm vào trong một cái thiết bị nào đó mà có cái cổng này. Đó. Thường thì những cái MacBook đời mới hoặc là những cái chiếc điện thoại đời mới nó sẽ có cái này nè. Đó, USB TC. Rất là đẹp bạn ha. Đây, chúng ta có ở đây là chúng ta có ba cái cổng đầu ra nè. Bạn thấy có ba cái cổng đầu ra. Ba cổng đầu ra này là cổng chuẩn USB 3.0 ha. Đây. Cổng USB 3.0. 1 2 3 có tất cả ba cái cổng. Và đây có một cái lỗ nhỏ, mình nghĩ đây là một cái lỗ kiểu giống như là cái micro hay là gì mình không biết nữa, mình không xác định được.
tại vì có một cái lỗi nhỏ đây, mình không xác định được nó là cái gì. Và đây thì chúng ta có thêm một cái cổng để thẻ nhớ nè, đó, một cái loại cổng để thẻ nhớ SD và mini SD, mà ha, đó, một cổng SD và mini SD. Và phía sau lưng thì chúng ta sẽ có một cái cổng cổng LAN nè, đó, là có thể kết nối mạng không, mạng có dây luôn ha, đó, cái thiết bị này có thể kết nối mạng có dây luôn. Và cái đầu ra nè, đầu ra là cái cổng VRA nè các bạn ha, cái cổng này chúng ta có thể truyền trực tiếp hình ảnh lên trên cái máy tính nè, lên trên máy tính, hoặc là chúng ta có cái cổng HDMI là chúng ta sẽ, xin lỗi bạn ha, HDMI nha, cái cổng HDMI này sẽ truyền hình ảnh trực tiếp lên cái TV màn hình phẳng của chúng ta. Đó. Đây là cái cổng sạc các bạn ha, đây là cái cổng sạc nè, cổng sạc này nó cũng sử dụng chuẩn USB TC luôn nha, rất là hay. Đó. Ở đây các bạn thấy là cái bộ sản phẩm này được bán ở trên Lazada nè, và cái mức giá nó là 1.650.000. Đó, đây là cái giá đã giảm rồi các bạn ha, giá khuyến mãi nha, còn giá chính thức nó là 1.980.000 nè. Và cái sản phẩm này được bảo hành 18 tháng nè, đó, sẽ bảo hành 18 tháng bạn ha. Và đây người ta mô tả cái cách sử dụng sản phẩm nè, đó có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái cổng này nè, cái cổng USB TC này chúng ta sẽ kết nối vào trong cái MacBook đó, chúng ta kết nối vào trong MacBook, và cái thiết bị này nó sẽ truyền hình ảnh, sẽ truyền hình ảnh ra cái cổng VRA nè, cái cổng VRA hoặc là cổng HDMI để chúng ta truyền trực tiếp lên trên màn hình lớn hơn. Đó. Đây, đây là cái mô tả sử dụng sản phẩm các bạn thấy không? Đây, ở cái đầu này nè. Ở đầu này chúng ta có thể sử dụng, ta kết nối những cái thẻ nhớ nè, đó, kết nối thẻ nhớ ngoại vi nè. Và bên đây, phía bên đây thì chúng ta sẽ có ba cổng USB 3.0 nè. Chúng ta có thể kết nối USB, rồi chúng ta có thể kết nối những cái cổng USB hoặc là kết nối con chuột. Đây, kết nối con chuột để chúng ta điều khiển cái thiết bị. Và ở phía cổng sau này chúng ta có một cổng LAN nè, đó, cổng LAN này chúng ta kết nối internet nè, đây, cổng VGA, cổng HDMI, và đây là cái cổng đầu vào, cổng USB TC đúng không bạn ha, để chúng ta sạc nha. Để mình coi một số thông tin của cái nó, của cái sản phẩm này ha. Đây, bộ chuyển đổi đa năng 9 trong 1, thiết kế nhỏ gọn, đa chức năng, bề mặt nhôm cao cấp nè, chất lượng chính hãng của Uren. Kết nối từ MacBook qua cổng USB TC ra màn hình có cổng HDMI hoặc VGA, hình ảnh sắc nét chân thật ha. Đây. Đó. Bạn thấy không? Để mình xem thêm vài thông tin nó để mình cung cấp cho các bạn ha. Đây rất là nhiều cái chức năng các bạn ha, rất là nhiều chức năng của nó. Đây thông số kỹ thuật nè. Thông số kỹ thuật nè, đầu vào là USB TC ha, là cái đầu này đầu vào nè, đó, cái đầu này chúng ta sẽ kết nối những thiết bị nào có cái cổng USB TC. Đầu ra là có 6 nè, có 6 trong 1 nè, có nghĩa là có 6 đầu ra trong một cái thiết bị này. Này, HDMI nè, một cái cổng HDMI nè. À, cổng USB 3.0 là 2 nè, SD card 1 nè. Rồi còn nhiều cái lắm nè, ở dưới đây nó cung cấp cho mình nè, các bạn thấy không? Đó. Ở đây là 3 mà trong đây ghi thiếu là 2 nè, đây là 3 cái nè. Và cái SD card là 2 cái luôn bạn ha, SD card là 2 cái luôn nè. Đó. Để mình mô phỏng cho bạn xem cách sử dụng nha. Đây, tại vì ở nhà mình hiện tại thì mình không có thiết bị là MacBook hoặc là thiết bị nào mà sử dụng cái cổng USB TC á, cho nên mình sẽ không có trực tiếp trải nghiệm được cho các bạn xem, thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách sơ để sử dụng thôi. Đây, đầu này đầu USB TC thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào một cái máy tính của chúng ta, máy tính MacBook hoặc là cái thiết bị USB TC giống như điện thoại đó, những cái điện thoại Samsung A5 nữa các bạn ha, nó cũng có cổng USB TC này nè, nó chúng ta kết nối vào đây. Đây, giống như đây, ví dụ đây là một cái máy tính MacBook ha, chúng ta sẽ kết nối USB TC vô đây ha. Đó, chúng ta kết nối USB TC vô đây ha các bạn ha. Đó. Rồi, vậy đi. Đó, chúng ta sẽ truyền hình ảnh từ trong cái MacBook này ra thiết bị này ha. Rồi, ở đây thì nếu như các bạn có một cái máy tính để bàn, ở nhà chúng ta có một cái màn hình máy tính để bàn sử dụng cổng VGA, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cổng này, chúng ta sẽ kết nối trong đây các bạn ha. Đây, chúng ta kết nối vô cái đây. Đó. Ta kết nối vô đây nè. Đó, chúng ta sẽ kết nối đây, các bạn thấy là cách sử dụng rất đơn giản ha. Chúng ta sẽ cắm cái USB TC nào trong cái thiết bị, vào trong cái thiết bị MacBook hoặc là thiết bị điện thoại di động nào đó có cổng USB TC để truyền hình ảnh qua cái thiết bị này. Và từ thiết bị này chúng ta sẽ truyền hình ảnh ra một cái cổng VGA. Đó, chúng ta sẽ truyền ra một cái cổng VGA để chúng ta xuất ra màn hình vi tính, hoặc là chúng ta sẽ xuất ra cái cổng HDMI này.
đã xuất ra cộng HDMI này để chúng ta truyền mà lên một cái màn hình TV to hơn đó. Và ở đây thì các bạn thấy là cái thiết bị này nó có thêm một cái cổng LAN đó. Cổng LAN này chúng ta sẽ thể gắn được cái cổng dây mạng này, nó sẽ cổng gắn được cổng dây mạng vào các bạn ha, đó rất là hay. Và chúng ta có thể gắn thêm cái con chuột các bạn ha, đây chúng ta gắn thêm con chuột nè, đó chúng ta gắn con chuột điều khiển, gắn thêm một con chuột đi điều khiển nếu chúng ta sử dụng một cái máy tính màn hình vi tính ha, đó rất là hay luôn. Đây rồi, ở đây thì chúng ta có một cái cổng để chúng ta cắm thẻ nhớ nè. Đây đó. Mình sẽ mô phỏng các bạn xem, tại ở nhà mình không có màn hình, mình không có MacBook sử dụng cái UPTC và cũng không có cái điện thoại nào sử dụng UPTC á, nên mình sẽ không có trải nghiệm được. Các bạn xem, đây đây chúng ta bỏ được cái thẻ nhớ vô nữa nè, thẻ nhớ CF mà ha, đây thẻ nhớ này, thẻ nhớ CF nè, TF cái lộn, đây nó cắm vào đó, chúng ta cắm vào các bạn ha, đây, cắm vào vậy nè đó. Và chúng ta phải cắm được thêm một cái cổng của cái thẻ nhớ nhỏ hơn nữa, thẻ nhớ micro SD. Đây chúng ta đổi cho đổi đầu lại để mình xem cái chiều nào đây. À thẻ này thẻ TF mạng nha. Đó, à, đúng đúng rồi vô được rồi nè. Mình tưởng là mình để nhầm thẻ rồi, đúng rồi đó, đúng chiều nó bạn, hay ha. Đó, chúng ta có thể để được hai loại thẻ là thẻ CF, thẻ SD nè, thẻ SD và thẻ micro SD, hai loại. Đó, và chúng ta có ba cổng USB 3.0. Hôm nào thì mình sẽ mượn một cái thiết bị của bạn mình là MacBook hoặc là cái điện thoại nào đó có cái chuẩn đầu ra UPTC để mình trải nghiệm cho các bạn xem về cái hoặc sản phẩm này. Mình sẽ xuất hình ảnh từ cái sản phẩm này ra cái màn hình TV lớn hơn hoặc là cái màn hình vi tính lớn hơn để cho các bạn xem được. Đó, tại vì hôm nay mình không có những cái sản phẩm, những cái thiết bị đó ở nhà để mình review các bạn xem. Đó, thì các bạn thấy là sản phẩm này rất là đẹp luôn các bạn ha, với giá trị của nó là 1.650.000 đó, được bán trên trang web Lyda. Và mình sẽ để cái đường link mua hàng này ở trên cái phần mô tả video á, các bạn nào muốn tham khảo cái sản phẩm này thì các bạn cứ bấm xuống phần mô tả video để các bạn xem đường link nha. Đó, đây các bạn, sản phẩm được bán với giá 1.650.000 USB Type-C đa năng và bảo hành là 18 tháng ha. Đó, thì hôm nay mình đã review các bạn xem về cái thiết bị này rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Đó. À, các bạn xem video nếu cảm thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau nha.